Bướm đêm Luna Actias Luna đặc điểm tập tính phân bố của bướm đêm Luna. Mặc dù có màu sắc sặc sỡ và sải cánh rộng nhưng đây không phải là một con bướm ngày. Bướm đêm Luna Actias Luna là một con bướm khổng lồ, mặc dù rất phổ biến trong phạm vi nhưng có cảm giác rất khó tìm thấy bởi màu sắc của chúng thường trùng với màu môi trường. Bướm đêm Luna trông như thế nào? Tên Luna được đặt cho loài bướm này nghĩa là mặt trăng, giống như cặp mắt hoa văn trên cánh của chúng. Loài côn trùng tuyệt đẹp này đôi khi còn được gọi là bướm đêm mặt trăng hoặc bướm đêm mặt trăng Mỹ. Chúng hoạt động tích cực nhất khi mặt trăng cao trên bầu trời. Đặc điểm nổi bật này làm bướm đêm Luna khó nhầm lẫn với loài bướm khác. Bướm đêm Luna bị thu hút mạnh mẽ bởi ánh sáng, vì vậy bạn có thể nhìn thấy chúng bay vòng quanh bóng đèn ngoài sân của bạn trong mùa sinh sản mùa xuân đến đầu mùa hè. Khi mặt trời mọc, chúng có xu hướng tìm nơi để nghỉ ngơi, bạn có thể bắt gặp được chúng xung quanh nhà mình. Cả con đực và cái đều có màu xanh lá cây nhạt, đuôi dài, cong từ cánh sau và có đôi mắt hoa văn trên mỗi cánh. Mùa sinh sản ở phía Nam thường có màu sẫm hơn, thường có màu nâu đến nâu đậm. Những mùa sinh sản muộn ở phía Nam và mùa sinh sản ở phía Bắc, con bướm có xu hướng nhạt màu và có viền màu vàng. Con đực có thể phân biệt dễ dàng với con cái bằng chiếc râu đặc biệt dài của chúng. Sâu bướm ấu trùng của loài này có màu xanh vôi với các đốm đỏ và lông thưa và một dải nhạt chạy theo chiều dọc ngay dưới các lỗ thở spiracle. Sâu bướm Luna thường có chiều dài 2,5 inch 65mm trong giai đoạn cuối cùng. 02. Hợp 6. Phân loại. Giới Animalia động vật. Ngành Arthropoda động vật chân khớp. Lớp Insecta côn trùng. Bộ Lepidoptera bộ cánh vẩy. Họ Saturniidae ngài hoàng đế. Chi Actias. Loài Luna. 03. Hợp 6. Dinh dưỡng. Sâu bướm Luna ăn lá cây của nhiều cây và bụi rậm, bao gồm cây ốc chó, hickory, sweet gum, hồng, sứ mạc và bạch dương. Loài bướm đêm trưởng thành chỉ sống được vài ngày, nhưng đủ lâu để tìm ra người bạn đời và sinh sản, vì chúng có vòi hút. 04. Hợp 6. Vòng đời phát triển. Bướm đêm Luna trải qua quá trình biến đổi hoàn toàn gồm 4 giai đoạn: trứng, ấu trùng, nhộng và trưởng thành. Sau khi giao phối, bướm mẹ đẻ trứng lên các cây ký chủ. Cô sản xuất được 200 quả trứng và tất cả sẽ nở trong khoảng 1 tuần. Sau khi nở, sâu bướm sẽ ăn lá và trải qua 5 lần lột da trong vòng 3-4 tuần. Một khi nó đã sẵn sàng hóa nhộng, sâu bướm sẽ tạo ra một cái kén được kết từ tơ của nó, ẩn dưới lá cây chủ. Giai đoạn nhộng kéo dài khoảng 3 tuần nếu khí hậu ấm áp, nếu thời tiết lạnh hơn thì quá trình này kéo dài lâu hơn. Bướm trưởng thành thường xuất hiện từ kén vào buổi sáng và sẵn sàng bay vào buổi tối. Khi trưởng thành, bướm đêm Luna chỉ sống được 1 tuần hoặc ít hơn. Xem thêm vòng đời của bướm. 05. Hợp 6. Những hành vi thú vị của bướm đêm Luna. Sâu bướm sử dụng một số chiến thuật phòng thủ để chống lại kẻ thù. Đầu tiên, chúng tận dụng màu sắc bí ẩn của mình để hòa trộn vào môi trường, gây khó khăn cho kẻ săn mồi trong việc xác định mục tiêu của chúng. Nếu một con chim hoặc những kẻ săn mồi khác tiếp cận, chúng sẽ đứng dựng lên và cố gắng để dọa kẻ tấn công. Khi điều đó không có hiệu quả, con sâu bướm sẽ bắt đầu nghiến cặp sừng của nó lại, sau đó tiết ra chất lỏng hôi thối để cảnh báo kẻ thù. Sâu bướm Luna sẽ nuốt chất lỏng hôi này để cho kẻ thù biết rằng chúng không ngon miệng. Bướm trưởng thành thường tìm bạn tình bằng cách sử dụng pheromone giới tính. Con cái tạo ra pheromone để mời một người đàn ông đi cùng nó. Con đực sẽ di chuyển một khoảng cách đáng kể để xác định vị trí của bạn tình để tiếp nhận, giao phối thường xảy ra sau nửa đêm. 06. Hợp 6. Phân bố. Bướm đêm Luna được tìm thấy trong và gần những cánh rừng lá rụng ở miền Đông Bắc Mỹ. Phạm vi của sinh sống của chúng trải dài từ Canada về phía Nam đến Texas và Florida. Thói quen và đặc điểm của Luna Mars. Mặc dù nó đầy màu sắc và lớn, đây không phải là con bướm. Cá mú Luna Actias Luna là một con sâu bướm tầm khổng lồ và mặc dù phổ biến trong hầu hết các phạm vi của nó vẫn là một hộp để tìm một. Luna Mars trông như thế nào? Tên Luna có nghĩa là mặt trăng, dường như ám chỉ đến những đôi mắt giống như mặt trăng trên đôi cánh của nó. Đôi khi chúng được gọi là bướm đêm hoặc bướm đêm của Mỹ. Những con bướm đêm bay này cũng hoạt động mạnh nhất khi mặt trăng cao trên bầu trời, vì vậy cái tên là apropos gấp đôi. Luna bướm được thu hút mạnh mẽ để đèn, vì vậy bạn có thể nhìn thấy chúng bay xung quanh spotlight của bạn trong mùa sinh sản của họ mùa xuân đến đầu mùa hè ở phần phía bắc của phạm vi của nó. Khi mặt trời mọc, họ thường đến nghỉ ngơi gần đó, vì vậy hãy tìm chúng xung quanh nhà bạn vào buổi sáng. Cả hai loài bướm đêm Luna đực và cái đều có màu xanh lục nhạt, với những cái đuôi dài, cong từ đuôi sau của chúng và đôi mắt sáng trên mỗi cánh. Các đàn bố mẹ đầu mùa ở miền Nam sẽ tối hơn về màu sắc, với một đường viền bên ngoài được đánh dấu từ màu hồng đậm đến nâu. Sau đó, các đàn bố mẹ phía Nam và tất cả các loài bố mẹ phía Bắc có màu nhạt hơn, với một lề ngoài màu vàng gần như. Con đực có thể được phân biệt với con cái bởi râu nổi bật, lông của chúng. Luna bướm sâu bướm là màu xanh lá cây vôi với những đốm màu đỏ tươi và sợi lông thưa thớt và một sọc nhạt chạy theo chiều dọc ngay dưới những chiếc xoắn ốc. Chúng đạt đến chiều dài 2,5 inch 65mm trong lớp cuối cùng của chúng. Luna Mars được phân loại như thế nào? Vương quốc Animalia, phi lừng Arthropora, lớp Insecta, đặt hàng Lepirotera, gia đình Saturniidae, chi Actias, loài Luna. Luna Mars ăn gì? Luna moth sâu bướm ăn trên lá của một loạt các cây chủ và cây bụi, bao gồm cả quả ốc chó, hickory, sweet gum, hồng, giữ mạc và bạch dương trắng. Loài bướm đêm Luna trưởng thành chỉ sống vài ngày, đủ lâu để tìm bạn đời và sinh sản. Bởi vì chúng không ăn như người lớn, chúng thiếu một ống nghiệm. Vòng đời Luna moth. Con sâu bướm Luna trải qua biến thái hoàn toàn với 4 giai đoạn sống, trứng, ấu trùng, nhộng và người lớn. Sau khi giao phối, cá con motho vị puris trên lá của cây chủ. Cô ấy có thể sản xuất tới 200 quả trứng. Trứng nở trong khoảng 1 tuần. Luna moth sâu bướm ăn và môn qua 5 instas trong 3 đến 4 tuần. Một khi nó đã sẵn sàng để nhộng, con sâu bướm xây dựng một cái kén lá đơn giản. Giai đoạn sinh sản kéo dài khoảng 3 tuần trong khí hậu ấm hơn. Con sâu bướm Luna sẽ tràn ngập trong giai đoạn này ở những vùng lạnh hơn, thường ẩn dưới lớp lá rụng gần cây chủ. Loài bướm đêm Luna thường xuất hiện từ kén vào buổi sáng và sẵn sàng bay vào buổi tối. Khi trưởng thành, bướm đêm Luna chỉ sống 1 tuần hoặc ít hơn. Hành vi thú vị của Luna Mars. Luna moth caterpillar sử dụng một số chiến lược phòng thủ để chống đỡ kẻ thù. Đầu tiên, màu sắc của chúng là khó hiểu, vì vậy chúng kết hợp với tán lá trên cây chủ và gây khó khăn cho những kẻ săn mồi nhìn thấy chúng. Nếu một con chim hoặc động vật ăn thịt khác tiếp cận, họ sẽ thường xuyên đứng lên và cố gắng để dọa kẻ tấn công đi. Khi điều đó không có tác dụng, sâu bướm của cá ngừ có thể bắt lấy những thứ cần thiết của nó để tạo ra âm thanh bấm, được cho là một cảnh báo về những gì sắp tới, nôn mửa. Luna sâu bướm sẽ khuấy động một chất lỏng hôi nếm để thuyết phục kẻ thù tiềm năng rằng họ không phải là ở tất cả ngon. Những con sâu bướm Luna trưởng thành tìm bạn tình của chúng bằng cách sử dụng kích thích tố sinh dục. Nữ sản xuất pheromone để mời nam giới giao phối với cô ấy. Con đực sẽ đi những khoảng cách đáng kể để định vị một con cái tiếp thu và giao phối thường xảy ra trong những giờ trì sau nửa đêm. Luna sống ở đâu? Luna bướm được tìm thấy trong và gần rừng cứng gỗ rụng lá ở miền Đông Bắc Mỹ. Phạm vi của họ kéo dài từ Canada về phía Nam đến Texas và Florida.